Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Dương Mịch bí mật gặp chồng cũ Lưu Khải Uy Lại còn tặng quà hơn 71 tỷ đồng Trước thông tin Dương Mịch gặp gỡ chồng cũ Lưu Khải Uy Nhiều người không khỏi đặt nghi vấn Liệu cả hai có gương vợ lại lành Mới đây truyền thông sự trung bất ngờ tiết lộ Sau khi ly hôn Nam diễn viên Lưu Khải Uy vẫn luôn muốn gặp Dương Mịch để giảng hòa theo đó anh không quản ngại ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông đến Bắc Kinh để tìm vợ cũ. Tuy nhiên, phần vì lịch trình bận rộn, phần vì tránh những tin đồn không hay, nên lần nào tài tự xứ cạm thơm đến tìm, Dương Mịch cũng đều từ chối gặp mặt. Điều này khiến Lưu Khải Uy cảm thấy rất thất vọng. Theo trang tin NetEase, cách đây không lâu, Lưu Khải Uy đã đưa con gái tiểu gạo nếp cùng đến Bắc Kinh để gặp Dương Mịch, giảng hòa lần nữa. Vì có sự xuất hiện của công chúa nhỏ, thái độ của mỹ nhân tam sinh tam thế thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn vui vẻ tón tiếp chồng cũ. Được biết khi Lưu Khải Vi chuẩn bị trở lại Hồng Kông, Nhân Mịt đã tặng một món quà giá trị lên đến 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 71,2 tỷ đồng, cho chồng cũ với mong muốn anh dự hộ cho con gái. Thông tin này ngay lập tức khiến công chúng bàn tin bán nghi, độ xác thực của nó chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng nếu đây là sự thật, thì mối quan hệ hiện tại giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy dường như đã tốt đẹp hơn trước. Thêm vào đó một số netizen cho rằng việc Lưu Khải Uy đưa thêm cả con gái đến gặp Dương Mịch vào thời điểm cô vừa mới chia tay Ngụy Đại Huân thật sự là một quyết định rất thông minh. Hiện tại ai nấy đều đang rất tò mò, không biết liệu Dương Mịch và Lưu Khải Uy còn có khả năng quay trở về bên nhau hay không. Trước khi đổ vợ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một cặp đôi vàng trong showbiz hoa ngữ, xứng đôi vừa lứa về cả sắc lẫn tài. Khoảng thời gian còn mặn nồng, mỗi lần họ xuất hiện tình tứ bên nhau đều khiến công chúng ngưỡng mộ. Thế nhưng tình yêu đầy lãng mạn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, cả hai giờ chẳng khác gì người xa lạ và chỉ còn liên hệ vì chuyện của con gái. Năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức ly hôn, khiến cho rất nhiều fan nuối tiếc cho chuyện tình tượng trường viên mãn và hạnh phúc mãi mãi của cả hai. Nhiều tin đồn cho rằng vì Vương Âu và Lý Dịch Phong mà Dương Mịch và Lưu Khải Uy mới ly hôn. Tuy nhiên, những blogger nổi tiếng trong giới giải trí tiết lộ, nguyên nhân thật sự khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi đổ vỡ không hề liên quan đến người thứ ba. Theo đó, nguồn tin này cho rằng, lý do khiến Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thể cùng nhau sống chung xuất phát từ phong cách sống quá khác biệt giữa họ. Nữ diễn viên tam sinh tam thế thập lý đào hoa không phải là người chú trọng hình thức và có thể nhận ra cuộc sống của cặp đôi một thời rất tẻ nhạt sau khi kết hôn, không hề lãng mạn như công chúng nhìn thấy. Thời điểm Dương Bịch chưa nổi tiếng, cô luôn bất mãn vì cảm thấy Lưu Khải Uy quá bận rộn. Nhưng sau khi kết hôn và sinh con xong, Nam Bạch Thiện mới là người luôn bù đầu với công việc. Hai vợ chồng cũng quá bận rộn nên không có thời gian bên nhau, tình cảm dần trở nên phai nhạt. Nữ diễn viên cũng từng bộc bạch rằng Lưu Khải Uy là một người đàn ông tốt, cả hai từ trước đến nay chưa từng cãi cọ. Trong khi đó, Lưu Khải Uy không nói rõ về những khuyết điểm của bà xã, nhưng lại ẩn ý về việc Dương Bịch để tâm đến cả thế giới, chỉ có với gia đình, với con cái là vô tâm. Sau khi ly hôn, nhưng mình lại nhường quyền nuôi dưỡng cho chồng cũ, còn bản thân tự do tập trung cho công việc, cho yêu đương. Sự thờ ơ của nàng tiểu hoa đàn đối với con gái vẫn luôn bị công chúng chỉ trích. Cô thường xuyên bị gắn mát người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái. Có thể nói dù không có tác động bên ngoài, thì cô cùng Lưu Khải Uy cũng khó mà bên nhau chọn đời được. Giờ đây cặp đôi đã tìm được những lối đi cho riêng mình. Dương Mịt dồn tâm sức của mình cho sự nghiệp, còn Lưu Khải Uy cắt giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Cho đến hiện tại, dù không ít người hâm mộ của cặp đôi tiếc nuối vì sự đổ vợ của cả hai, nhưng phần trăm Dương Mịt và Lưu Khải Uy nối lại tình xưa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.